Díp này, năm ná này. Xong. Tổng chiều dài là 52 cm. Từ mắt nhíp nọ sang mắt nhíp kia là 49 cm. Bản rộng là 5 cm. Chiều dài mỗi lá là 5 mm. Nhíp xe điện 5 ná. Nhíp dành cho xe 3-4 bánh, xe chở hàng, xe môi trường. Tải trọng 500 kg. Chiều dài của nhíp là 50. Bản rộng là 5 cm. 5 lá, mỗi lá là dày 5 cm nhé. Bạn có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại bên dưới.